tăng ni để hành giả tìm đường đại chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm Quý Mão, là nhằm tuần thất thứ 6 của ngày thứ 3 của khóa tu mùa đông của Thiền viện Di Lực. Giờ này là giờ chia sẻ thắc mắc và trao đổi công phu. Quý vị nào có điều gì thắc mắc thì nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Thì hôm nay có quý vị ở hành giả mới ở Thương Trì hay là cũng như ở Pháp Thành, mới đến đây cũng lần đầu tiên để mà cũng nếm cái vị của cảnh sắc. Thì quý vị thấy nó có cái gì nó mới lạ hơn, thì có điều gì thắc mắc thì mà nêu ra để cùng chia sẻ với đại chúng qua cái hương vị này. Vì chúng ta có cái cảnh sắc này là không phải là thiền viện Di Lực bày đặt, mà ở đây là mình cũng chiếu theo cái quy củ của tổ sư mà mình cảnh sắc để hành giả chúng ta quen cái hương bản này, để lúc mà dám hương đi từng hương mà khi mà cái hành giả đang tọa hương mà có bị hôn trầm thì bị hương bà từng hương mà đánh hương bản, thường á cái tâm niệm là hay giật mình hoặc là hay sợ sệt, mà nhìn theo cái vị giám hương mà làm cho cái tâm nó cũng không có được an. Cho nên á là cái cảnh sắc này nó có cái điểm lợi. Cái thứ nhất là để cảnh sắc cho cái tâm lực của mình nó tăng trưởng lên. Cái thứ hai là để mà mình quen với cái hương bản này, mà khi mà từng hương mà đánh cho mình một cái, mình cũng không có lấy để làm phiền não mà hay là không có sợ lo sợ. Đó cũng là một cái quen để mà cho cái sinh hoạt ở trong thiền đường mà hành giả chúng ta thường gặp phải, mà không có cái sự mà động niệm lo sợ vì cái hương bản này. Cho nên quý vị thấy thì nó có hơi khác một chút, bởi vì ở nơi các cái thiền đường ở chưa khác như ở Tự Ân hay là ở Pháp Thành hay là ở Tâm Bảo đều chưa có áp dụng cái kiểu này, chỉ có trừng hương để đánh khi lúc hôn trầm, nhưng mà chưa có cái cảnh sắc. Thì hôm nay cái đây là cái mà quý vị lần đầu tiên mà nếm qua cái vị này. Bây giờ có vị nào có cái thắc mắc gì chúng ta nêu ra để cùng chia sẻ. Bởi vì cái mà người hành giả chúng ta khi đến thiền đường tham thiền thì tổ sư nói cái lúc ban đầu đó là mình sợ cái hôn trầm, nhưng rồi dần dần á cái hôn trầm nó đã qua thì là cái đến là vọng tưởng. Chúng ta hành giả chúng ta sợ cái vọng tưởng, nhưng mà quý vị thử nghĩ cái vọng tưởng nó như thế nào mà mình phải sợ nó. Cái hiện tướng bên ngoài thì nó trạo cử hay là nói năng thì mình còn phát hiện được,
mình dễ chỉnh sửa hơn. Còn cái mà nó thầm lặng, cái tiềm ẩn bên trong tâm của chúng ta thì có ai thấy được, thì làm sao mà sửa đổi giúp cho chúng ta được. Cho nên cái chỗ này là mỗi hành giả chúng ta tự mình suy gẫm mà để thấy được cái lợi hại của vọng tưởng như thế nào mà mình phải sợ nó. Mà mình sợ nó thì mình có đè nén nó có được không? Mình có xua đuổi nó có được không? Vì vọng tưởng mình không thể xua đuổi được, mà mình đè nén nó lại càng không được. Mà sợ nó, mình càng sợ nó lại càng áp đảo mình hơn nữa. Chứ cũng không phải mình sợ mà nó tha thứ cho mình. Cho nên cái vọng tưởng là cái sự thầm lặng sâu kín, người ngoài không ai thấy được. Nhưng mà nếu mà cái người mà để ý một chút thì chính mình thấy rõ nhất là cái vọng tưởng của chính mình. Vì mình khởi lên cái niệm lớn, niệm nhỏ, niệm vui, niệm buồn, hay là cái niệm thương ghét, giận hờn, đều mình biết được, mình đều thấy được, biết rõ. Như vậy thì làm sao ta biết nó được như vậy rồi, ta thấy rồi, mà có cái gì để mà cho chúng ta sợ nó nữa đây? Cho nên tổ sư nói chúng ta không cần biết đến vọng tưởng, cho nên cũng không cần phải sợ vọng tưởng, mà chỉ cần đề câu thoại mà giữ cái nghi tình mà đi thẳng tới, rồi dần dần nó tự quen rồi nó tự ra xa ra, chứ nó cũng mình cũng không cần phải xua đuổi, mà cũng không cần phải đè nén. Mà nếu mà mình càng sợ thì vọng tưởng này nó lại càng mạnh hơn. Cũng giống như mình đang đi trên đường, có một cái vật mà nó cản đường mình sợ nó, mình xô đẩy nó hoặc là mình né tránh nó, thì cũng không thể nào mà xô đẩy nổi, mà né tránh cũng không làm sao né cho được. Chỉ có cái mặc kệ nó, mình cứ tham thiền là cứ tham thiền, thì vọng tưởng nó tự nó kiếm đường nó đi thôi. Chứ còn bây giờ mình thấy vọng tưởng nó trước mặt mình sợ nó, xua đuổi nó, hoặc là mình chà đạp nó, đè nén nó, điều nó cũng không thể nào mà kháng cự nó nổi đâu. Mình sợ nó cũng không tha cho mình, mà mình kháng cự nó thì kháng cự không có nổi, mà mặc kệ nó thì nó để việc của ai nấy làm. Việc của mình tham thiền là cứ tham thiền, còn vọng tưởng thì cứ để cho nó tự động nó nổi lên rồi tự động nó lui. Mình không có để ý đến vọng tưởng, mình cũng không có sợ đến vọng tưởng, thì cái công phu của mình dần dần nó đến, nó đi qua được. Chứ còn nếu mà mình đem cái tâm mà lo sợ vọng tưởng thì không xong rồi. Cho nên á, cái công phu mà hành giả chúng ta thường sợ vọng tưởng, nhưng mà thực sự ra người càng sợ thì vọng tưởng nó là càng áp đảo. Rồi cuối cùng nó làm cho chúng ta công phu không có được, bởi vì vọng tưởng nó chi phối, nó làm cho chúng ta bị đánh mất cái công phu tham thiền của mình. Cho nên mình không có sợ vọng tưởng, mà mình cứ để mặc kệ cho vọng tưởng, mà mình cứ giữ
cái câu thoại đầu mà tham tới, thì dần dần vọng tưởng nó tự biến mất. Thì cái điều này là quý vị có công phu rồi thì có kinh nghiệm á, thì mình sẽ tự thấy được cái chỗ này. Đây là lời của tổ sư dạy. Tổ sư dạy chúng ta cứ mặc kệ nó, đừng có sợ nó, đừng có để ý đến nó. Cứ tham thiền là cứ giữ một mạch mà đi thẳng đến, còn vọng tưởng là cứ để cho nó tự nó như vậy thôi. Nó cũng giống như chúng ta đang đi ở trên ngã tư đường, ở giữa phố vậy đó, thành phố, thấy đông đảo người như vậy đó, mình tưởng chừng như là mình đi đến không có được đâu, không có ngã nào để đi được vậy đó. Nhưng mà thật sự ra mình đi tới, cứ đi tới, thì mình đi tới thì cũng có cái chỗ để cho mình, có cái chỗ để cho mình đi, chứ nó cũng không có, nó chậm một chút rồi mà mình đi qua cũng vẫn được. Nếu nó đông thì vọng tưởng nó cũng giống như vậy à, mà mình đi thẳng một đường mà đi á, thì đi đến chỗ mà qua khỏi ngã tư rồi, rồi mình đi thẳng một đường thì ra khỏi thành phố rồi, thì người càng thưa, lần lần nó càng thưa dần. Mình đi thẳng đến á, chỗ rừng sâu núi cao, thì người lại thưa dần hơn nữa, nhà cửa thưa dần, người cũng thưa dần, đến cái chỗ mà không còn hình bóng người nữa, chỉ còn có một mình ta. Đấy, thì như vậy đó, thì có mình ta với cái câu thoại đầu, mà câu thoại đầu quên nữa thì còn có mình ta thôi à. Thì như vậy thì cái công phu tham thiền, nếu mà hành giả chúng ta để ý những cái lời của Phật, của tổ dạy như thế, thì chúng ta cứ miệt mài mà công phu tinh tiến, mà công phu như thế thì mình sẽ thành tựu được cái tâm lực, cái ý định của mình, không có phải lo sợ cái vọng tưởng, mà cứ tinh tiến công phu thì thẳng đến, thì cái điều này chúng ta sẽ lần lượt mà khắc phục được, cái không phải mà cái lo sợ về cái vọng tưởng mà nó quá lắm như vậy. Bây giờ này có quý vị nào có điều gì thắc mắc thì cứ nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ cái chỗ này. Thực ra thì cái người mà công phu á, ban đầu thì mình sợ hôn trầm, nhưng mà sau lần là mình lại sợ vọng tưởng. Nhưng mà tổ dạy cái vọng tưởng thì thấy nó dữ dội lắm, nhưng mà mình chỉ hướng đến thẳng một đường mà đi, thì dần dần vọng tưởng nó tự lùi dạt qua hai bên, nó không có theo mình nổi, là như thế.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể thiền đường đại chúng. Không có ai ý kiến gì thì con xin được chia sẻ một chút về cái công phu của con. Thì ngày xưa khi con dạy Tam Bảo á, thì con cũng vì việc lên sinh tử mà trở về Tam Bảo để xuất gia tu. Thì con hết sức là nỗ lực công phu, ban ngày thì con công quả nấu cơm, ban đêm thì con thức con tu. Ngày qua ngày trôi qua thì có nhiều khi con công quả nhiều quá thì con tự thấy công phu của mình nó không có được tốt lắm, con không có đồng ý với cái cách công phu của mình hiện tại. Thì có một lần con nấu cơm cho cái thiền khách xong rồi thì buổi sáng sớm quá trên thiền đường con ngồi, con nói tại sao mình cứ lăn xăn, mình không có lo tu cho tốt, mà mình vì cái gì mà mình về đây, mình vì cái gì mà mình phải xuất gia, có phải là mình vì cơm ăn áo mặc hay là vì việc lớn sanh tử mà xuất gia. Thì lúc đó con tự khen khách cái bản thân mình. Thì ngay lúc đó con quyết tâm nỗ lực công phu. Và buổi sáng mà con không nhớ là năm nào, nhưng mà con cứ nhớ là một buổi sáng, thì ngay lúc đó con ngồi thì con bắt đầu hạ thủ công phu. Con nói là không được khởi lên bất cứ một cái niệm gì hết, chỉ có hỏi và nhìn. Thì con hỏi liên tục, con hỏi khách khao niệm này qua niệm khác, không có kẽ hở. Thì với cái tinh thần dụng công tha thiết sanh tử, thì ngay lúc đó con rơi vô cái cuộc chạy gì đó con không biết, nhưng mà con không biết là mình đang ở đâu, giống như người trên trời rớt xuống. Con không biết gì hết, mà cái niệm không biết của mình đang khơi dậy cũng con cũng không biết. Thì con nhìn thì con thấy, nhưng mà con không biết, con không phân biệt được. Cái lúc đó con ngồi mà con cũng không biết là mình rớt vô cái tình trạng nó bao lâu, con cũng không biết. Thì một lát sau có mấy người tới gõ chuông, thì con nhìn mình thì con mới biết là mình đang ngồi trên thiền đường. Giờ này là giờ tu buổi sáng. Thì con mới nhớ lại lúc ban đầu mình khởi lên một cái ý niệm hạ thủ công phu. Nhưng mà rơi vô cái tình trạng đó, con không thể nào diễn đạt cho đại chúng hiểu và biết được cái tình trạng đó. Thì con xuống con kể cho sư phụ Tâm Bảo nghe. Thì sư phụ nói do pháp sư bức bách muốn dồn nén công phu cho nên vô tình nó rơi vô cái thật sự không biết, gọi là chân nghi. Thì nhiều lần con công phu như vậy thì ở Tam Bảo nó cũng lâu lâu nó cũng xảy ra các tình hình đó. Hoặc là đi xe con cũng công phu như vậy, nhưng con cũng rơi tình trạng không biết chạy đường nào. Thì khi mà con về Đạo Phước Cả thì hiện tại con về Phước Cả là 9 năm, nhưng mà từ lúc con về Phước Cả thì con báo tin buồn với đại chúng là con công phu rất là khó khăn. Vì thực sự rất là nhiều, cho nên cái công phu con nó không có được tốt như lúc anh Tâm Bảo. Nhưng mà con cũng tự nỗ lực công phu để công quả. Thì vô tình vừa rồi con được tham dự cái khóa tu kiếp xuân ở Quy Sơn. Thì có
con được ngồi trong cái pháp hội kết xương đó 3 ngày. Cái tâm trạng tha thiết công phu và cái tâm trạng tham thức của chính mình nó lại khơi dậy, thì con lại được công phu tốt, thì con mừng lắm, con mừng giống như tâm trạng con mừng muốn khóc. Thì con có kể cho Hòa Thượng Minh Hòa nghe là con ngồi trong đây con tu mà con mừng muốn khóc. Thì con lại thỉnh cầu vị Hòa Thượng về đạo Phật cả để giúp cho chúng con có những cái khóa tu như vậy để cho hành giả khơi dậy cái tâm ban đầu của mình, cái tâm muốn thành Phật. Thì hai vị Hòa Thượng còn do dự không biết phải làm sao, thì con thỉnh cầu mấy lần Hòa Thượng nhận lời. Vị Hòa Thượng đó là con đó là điều mạng để làm sao có một cái khóa tu như vậy để cho đại chúng cùng tu. Thì bản thân của con biết được là khi mình được ngồi trong cái pháp hội mà được hai vị Hòa Thượng dìu dắt, vừa sách tấn mỗi ngày khơi dậy cái tâm ban đầu của mình, thì con mừng lắm, con rất là mừng, rất là hoan hỷ khi được hai vị Hòa Thượng hỗ trợ cho chúng con trong cái khóa tu mùa đông này. Thì con cũng thay mặt tất cả hành giả cảm ơn hai vị Hòa Thượng đã trở về đây và hỗ trợ mọi mặt để chúng con yên thân yên tâm mà tu. Thì cái khơi dậy tâm ban đầu hoặc là mình trăn trở về chính mình á, là tự mình khen khách cho bản thân mình và tự mình nỗ lực, chứ không có ai làm được mình cái chuyện đó. Thì Hòa Thượng, hai vị Hòa Thượng thì giúp cho mình nung đúc tinh thần và đưa mình vô một cái thế phải công phu và phải nỗ lực công phu. Thì tất cả hành giả đang ở trong cái pháp hội này thì rất là có một cái phước mà được hai vị Hòa Thượng hỗ trợ hết mình, lo cho mình đầy đủ để mà mình nỗ lực công phu. Thì tất cả hành giả làm như thế nào trăn trở về chính mình, thao thức về chính mình mà nỗ lực hạ thủ công phu trong những cái ngày mà các vị Hòa Thượng còn ở đây để hỗ trợ cho chúng ta. Thì cái công phu khích khao bí mật mà hỏi liên tục không gián đoạn đó là tự mình phải có một cái tâm tha thiết, phải có một cái tâm dũng mãnh gan dạ liều chết để hạ thủ công phu. Thì tất cả mọi người giống như mình biết là ăn cơm sẽ được no thì phải tự mình bưng cơm lên ăn thì mình sẽ được no. Thì con qua quá trình công phu thì con biết là cái công phu của con á, khi mà mình ngồi xuống hay là mình làm bất cứ cái động tác thì mình chỉ cần thích khao đi mà thì công phu mình nó sẽ đi tới cái chỗ thật sự không biết, hồi nào mình cũng không hay, mà cái không biết đó mình cũng không biết luôn, là do cái tâm mình muốn biết chính mình mà biết không được, mà mình vì vậy tới sinh tử mà hạ thủ công phu. Thì con cũng xin chia sẻ một chút ít về cái cách công phu của con. Và con cũng cảm thấy là công phu này, cái pháp môn này của Hòa Thượng chỉ cho chúng ta nó rất là tuyệt vời, rất là duy diệu, một cái pháp cứu tâm. Thì tất cả hành giả đang ngồi trong cái pháp hội này giống như những người hành giả mà thường trụ của thiền đường Di Lặc, nên lợi dụng cái thời gian này hạ thủ công phu để công phu của mình mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hết. Qua cái lời mà chia sẻ của sư cô trụ trì thì hành giả chúng ta, nếu mà mình có một cái tâm quyết tử để mà rõ biết được chính mình, thì bằng cách nào để mà công phu cho nó được như thế,
thì chúng ta có tự mình nỗ lực, tự mình quyết tâm mà mình hạ thủ công phu và hành trì thì nó sẽ được như thế đó. Chứ còn á, không có dùng cái giải pháp nào mà ép buộc để cho hành giả chúng ta được như thế thì khó lắm. Cái việc này nó không phải là chuyện đơn giản đâu. Nếu mà mình tự thấy được á, cái sinh mạng của con người ở cõi đời này, Đức Phật dạy nó là mỏng manh quá, nó vô thường quá, thì mình suy gẫm lại thì cái thân vô thường là chính là thân của ta cũng là vô thường. Cái thân vô quyển quá vô thường này là gì? Cái thể tướng này là cái tất cả chúng sanh đều nó bị cái vô thường này nó chi phối hết. Già trẻ nam nữ gì rồi cũng bị cái vô thường này nó chi phối. Mà nó vô, nó khi mà nó chi phối á, bệnh đau rồi nó đi đến cái chỗ mà sanh ly tử biệt. Mà khi mà ngưng thở rồi, đem chôn thành đất và đem đốt là thành tro. Nhưng mà cũng trong kinh Đức Phật có nói, cái tâm của chúng ta đó, nhận xuống nước thì nó lại không chìm, mà đưa vô lửa đốt á thì nó lại không cháy. Mà đi trên không á thì cũng như đi trên đất. Như vậy thì quý vị thử suy gẫm lại cái đó là cái nó như thế nào của chính mình. Nếu mà mình nghĩ như vậy á, thì cái câu thoại đầu là để giải quyết vấn đề, giúp cho hành giả chúng ta rõ biết cái chỗ này. Mình đề có câu thoại đầu để giải quyết vấn đề việc lớn sanh tử là giải quyết cái chuyện này. Mình rõ được cái gì là chân thật của chính mình, nó trên cái thân vô thường này mà mình đang tạm mượn, cái quyển quá vô thường này để mình sinh hoạt, mình tạo tác mọi điều. Mà nếu mà mình chấp vào cái thân vô thường này thì mình đau buồn khổ sở ham muốn đủ thứ tạo nghiệp. Nhưng mà khi mà nó mãn cái duyên rồi đó, khi nó tắt thở rồi thì đốt thành tro mà chôn thành đất. Còn cái chân tâm của chúng ta đó, gọi là cái tâm này vốn nó là thanh tịnh, như được tổ nói bản tâm này vốn thường thanh tịnh. Nó thanh tịnh, tâm của mình nó thanh tịnh sẵn, vì nó bất biến. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cũng có dạy đó, cái gì mà có lai động thì nó có biến mất, còn cái gì mà nó không lai động thì nó tồn tại vĩnh viễn. Thì cái tồn tại vĩnh viễn là cái chân tâm của chính mình. Mà mình tham thoại đầu là để tỏ ngộ cái tâm này, ngộ được cái chỗ đó thì mình cùng với chư Phật Bồ Tát một cái cảnh giới thông dong tự tại. Còn nếu mà chúng ta chưa được cái chỗ này, mình còn bị cái sự ràng buộc của cái sanh tử, ràng buộc của cái biến đổi vô thường, thì mình phải chịu cái cảnh đau buồn khổ sở rồi lo sợ đủ thứ, không làm sao tránh khỏi được. Cho nên á, chúng ta muốn chấm dứt được cái khổ sanh tử thì chỉ có nương vào cái pháp tham thoại đầu mà chư tổ đã vì lòng từ bi mà
chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta có lãnh hội được cái pháp này, chúng ta tin được cái pháp này, tin được cái tâm của chính mình, thì làm sao để rõ được? Thì phải nương vào cái pháp tham thiền mà để trực nhận được cái bản tâm chân thật của chính mình, thì cái việc làm của chúng ta nó mới là đúng với cái tâm nguyện của chư Phật chư Tổ, mà dài công khó nhọc để mà dìu dắt chúng ta đi trên cái con đường, đi trên con đường này là thẳng đến chỗ giác ngộ. Chúng ta đi trên con đường tham thiền là thẳng đến giác ngộ, chứ còn ngoài con đường này ra, quý vị thử tìm con đường nào khác mà thuận tiện hơn, khó lắm. Cái con đường tham thiền này là con đường trực chỉ, là con đường thẳng tắp mà chư Phật, chư Tổ đã thiền nhau mà dẫn giải và dẫn dắt cho chúng sanh đời đời mà theo cái pháp này để mà tu tập, để mà thành tựu được cái đạo quả giác ngộ giải thoát cái khổ sanh tử tầm luân này. À, thưa cô Ngọc, con Phụng Mai có ý kiến rồi. Dạ, kính thưa hòa thượng và các vị thầy cô và đại chúng cùng đồng tham, rất cảm ơn cô Pháp Minh chia sẻ về cái đoạn đường như vậy cho hay. Thì nhờ cái diễn tả của cô á, thì con mới nhớ lại một cái câu hồi xưa á, trong những khi thỉnh thoảng xem về những cái ngữ luật hay là những cái sách thì có cái 30 tháng chạp. Các vị thường thường thì 30 tháng chạp thì thường là ở trong nhà gia đình, bất kể gia đình hay là trường chuyện thì cũng có ngồi lại với nhau để xem xét lại một năm qua làm được những gì. Thì mới phát hiện ra hóa ra thời gian trôi rất nhanh, một năm qua hình như chẳng ra tích sự gì, nhưng mà thời gian đã trôi đi rồi. Thì hãy con nhìn lại cái khóa tu cái tâm đợt này rất là có cái phúc duyên là thỉnh được hai vị hòa thượng và tất cả các vị đến để cùng tu, để cùng dẫn dắt với nhau, dìu dắt với nhau để tiến trên con đường tu. Nhưng mà thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã năm cái thức đã trôi đi rồi, bây giờ là thức thứ sáu. Thì mấy khi thì nó lại tới cái cuối thức thứ 10 rồi nó trôi qua. Người thì trong khoảng thời gian này con hồi nãy hồi chiều mới chia sẻ với có cô đồng tham ở trong phòng thì nói rằng là các vị mà có thể tham dự từ bước từ cái đầu thức cho đến cuối thức thực sự là có cái phước duyên rất lớn. Như tụi con cho dù là không thể tham dự hết 10 thức cũng ráng cố gắng được bao nhiêu thời gian thì ráng lại để cùng nhau để tiến tu như vậy. Nhưng mà cái thời gian nó trôi đi rồi tới cuối thức mọi người lại vì việc của mọi người lại chia tay nhau, rồi khi mà bước ra khỏi thiền đường thì lưu lại được cái gì cho cái 10 thức này, hoặc là cái tâm vẫn tiếp tục tu như thế, hoặc là bước ra cửa là khóa sổ hết toàn bộ. Thì cho nên là bất kể là chúng ta là những vị mà không thường xuyên ở lại được, và các anh chị em mà đã được ở lại thì hãy còn 5 thức bắt đầu mình cũng nắm bắt cái thời gian trước mắt để cùng nhau tiến tu, để coi như là làm cái nền tảng vững bước cho cái sự tu trì của mình, cho dù 10 thức hay là tiếp sau đó, nếu mà hy vọng có thể thường xuyên có thể được đến tu hành như vậy mà tất cả các vị đồng tham mà các vị thầy cũng đã có mặt ở đây để hướng dẫn như vậy thì con nghĩ rằng là đây là một cái phước duyên thật lớn. Cảm ơn.
thì thật ra đó thì cái vấn đề hành giả chúng ta sống trong cái đời này thật là nó mỏng manh quá. Mình sống cách Phật xa, cách Tư Tổ cũng xa, mà trong cái đời này gọi là ngũ trược ác thế. Cho nên chúng ta sống phần nhiều là bị cái sự mại duyên trần lao đó, nó ràng buộc, nó khuấy nhiễu, nó làm cho cái tâm trạng là nó khó mà giữ được cái công phu để mà đi đến cái chỗ mà khai ngộ. Cho nên ở thiền đường tổ sư đó, như ngày tổ sư Lai Quả đó, mà cũng còn phải dùng cái biện pháp mà thúc bách để mà giúp cho hành giả chúng ta phải phấn đấu để mà nỗ lực công phu cho nên nó sớm được cái sự thành tựu và khai ngộ cho chính mình. Cho nên nói là thiền đường mà không có cái sự mà đánh hét á thì khó mà thành tựu được cái sự mà đến khai ngộ cho hành giả. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống trong cái đời này, mạt pháp này, ai là người đủ lực, đủ cái khả năng để mà đánh hét và để tạo những cái lực mà cho hành giả chúng ta phát khởi cái tính tâm mà buông hết tất cả để mà chỉ có một con đường hướng thẳng đến công phu mà khai ngộ. Cho nên thì cái việc gì của tổ để lại, như là ở mấy cái câu mà ghi ngoài xung quanh thiền đường chúng ta nè, tham thiền á thì phải chú trọng cái chỗ gì là từ nghi cho đến ngộ. Còn ở ngoài cửa thiền đường bước vô đó, buông xuống, ta buông hết tới những cái gì mà nó vướng víu cưu mang trong cuộc đời mình, trong tâm lực của mình, thì phải buông xuống. Thì mình buông xuống thì mình vô đây mình mới gặp được cái chỗ nghi với ngộ. Còn mình buông xuống không được thì làm sao nghi nổi. Còn như cái bảng mà trước chỗ thiền đường nhìn ra đó, tâm không thi đậu về đấy, thì mỗi mỗi cái đều để nhắc lại cho chúng ta làm sao để mà mình thực hiện được cho nó trọn vẹn cái ý nghĩa của khi bước vào thiền đường. Nó không có cái gì khác hơn là tham thoại đầu để mà tỏ ngộ chính mình. Vì vậy mà mọi cái việc trợ duyên đó đều để sách tấn và nhắc nhở cho chúng ta thôi. Vậy cho nên giờ chia sẻ nó đã hết. Mọi hành giả chúng ta đề khởi câu thoại đầu.